Theo số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu với lũy kế tổng vốn đầu tư đạt 257,45 tỷ đô la Mỹ tính đến ngày 20 tháng 10 năm 2022. Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với lũy kế tổng vốn đầu tư trên 65,76 tỷ đô la Mỹ. Tiếp theo lần lượt là sản xuất, phân phối điện, khí, nước điều hòa dịch vụ lưu trú và ăn uống với lũy kế tổng vốn đầu tư lần lượt là 38,37 tỷ đô la Mỹ và 12,68 tỷ đô la Mỹ, còn lại là các ngành khác. Nếu xét về số lượng dự án mới thì công nghiệp chế biến chế tạo, bán buôn bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy, thông tin và truyền thông là các ngành thu hút được nhiều dự án nhất, chiếm lần lượt 44,16%, 16,75% và 7,38% lũy kế tổng số dự án tính đến ngày 20 tháng 10 năm 2022. Xét về tỷ lệ trong lũy kế tổng vốn đầu tư, tính đến 20 tháng 10 năm 2022, ngành công nghiệp chế biến chế tạo dẫn đầu, chiếm gần 60% lũy kế tổng vốn đầu tư. Xét thứ hai là ngành kinh doanh bất động sản chiếm 15,11% lũy kế tổng vốn đầu tư. Với hai ngành công nghiệp chế biến chế tạo và kinh doanh bất động sản đã chiếm hơn 75% lũy kế tổng vốn đầu tư vào Việt Nam tính đến ngày 20 tháng 10 năm 2022 các ngành còn lại chiếm 25% lũy kế tổng vốn đầu tư tính đến 20 tháng 10 năm 2022. Nếu chỉ tính riêng trong 10 tháng đầu năm 2022, vốn FDI vào Việt Nam đạt khoảng 24,46 tỷ đô la Mỹ, bằng 94,6% so với cùng kỳ năm 2021. Xét theo ngành, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt hơn 12,9 tỷ đô la Mỹ, chiếm 57,5% tổng vốn đầu tư đăng ký. Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư hơn 3,87 tỷ đô la Mỹ, chiếm 17,2% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp theo lần lượt là các ngành sản xuất, phân phối điện, hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ với vốn đăng ký đạt lần lượt hơn 928 triệu đô la Mỹ và 853 triệu đô la Mỹ còn lại là các ngành khác